quý vị có thể quan sát được rõ nét nhất từ cái góc nhìn này đây. Mọc từ chân yến lên cổ chỉ và lên khung tranh. Và khung tranh là mọc liền và mọc thủ đâm xuyên lên bên ngoài, cũng như là có mọc liền được chân đâm lên. Kết cấu cực kỳ là vững chắc. Kính chào quý vị và anh chị. Trên màn quý vị đang theo dõi là một bộ bàn ghế phòng khách có tên là Sơn Thủy Hữu Tình. Hôm nay thì Đức Nghĩa đã sắp xếp bố trí kê thành một bộ hoàn chỉnh để cho một vị khách hàng, đó là chú Lợi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nghiệm thu qua màn ảnh nhỏ. Vì khoảng cách địa lý tương đối xa, chú không có thể về trực tiếp để nghiệm thu phần mộc thô. Thì sau thời gian đặt hàng, sản xuất, lắp ngang, dựng mộc cũng như là làm nguội, thì hôm nay chúng tôi đã xong cái công đoạn phần thô và chuẩn bị bước sang cái công đoạn tiếp theo, đó là hoàn thiện BU của sản phẩm này và bàn giao về gia đình nhà khách hàng. Chú Lợi không thể về trực tiếp cơ sở để nghiệm thu, thì trong video ngày hôm nay Đức Nghĩa sẽ giới thiệu chi tiết đến chú Lợi để chú Lợi có thể nghiệm thu qua màn ảnh nhỏ và cũng là nguồn tư liệu để quý vị và anh chị cùng tham khảo. Bộ ghế Sơn Thủy Hữu Tình gồm có 11 món với kích thước là chân vuông 14 và được sản xuất từ chất liệu của hương đá đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Với cái kiểu kê hình chữ U như thế này thì sẽ mất diện tích chiều ngang là 4m quý vị ạ, và chiều sâu từ lưng của chiếc đoán này cho đến chiếc đôn ngồi này là khoảng 3,5m. Thì những gia đình anh chị nào có cái không gian phòng khách từ 35m2 trở lên, kê bộ ghế này sẽ rất là phù hợp. Còn nếu mà gia đình anh chị nào có cái không gian phòng khách nhỏ hơn thì có thể tham khảo bộ 6 món. Bộ ghế Sơn Thủy Hữu Tình gồm có 11 món, sẽ bao gồm một chiếc văng dài được quý vị ạ. Một chiếc văng dài với cái kích thước chiều dài trung bình là 2m5, chiều sâu là 80 và chiều cao là khoảng 1m2. Một sản phẩm này thì đã rất nhiều các anh chị khách hàng cũng như cô chú đã yêu thích và đặt hàng bên cơ sở Đức Nghĩa. Thì trong năm nay, đây là đơn hàng đầu tiên trong năm nay về cái mẫu ghế Sơn Thủy này. Với cái kích thước của chiếc văng dài, đầu tiên đây là cái phần trương này quý vị ạ. Trương thì chúng tôi làm từ một khối gỗ liền từ phần cuốn thư này sang đến đầu bên kia, và bên dưới là những họa tiết hoa lan tây như là cái phần vắn vách. Đây quý vị ạ, vắn vách tựa lưng được đục chạm một bức tranh khu thê viên mãn rất đẹp và thanh cảnh. Ngoài cái mẫu tranh phu thê viên mãn này ra thì tùy vào sở thích cũng như là sự lựa chọn của quý vị thì Đức Nghĩa có thể thay đổi theo yêu cầu, có thể là đục hoa sen hoặc là để chơi tùy theo sở thích của quý vị anh chị. Tiếp đến thì sẽ là hai bên cái phần khung xương này quý vị, và xen kẽ là những họa tiết triện tạo thêm điểm nhấn. Những cái phần khung xương này thì Đức Nghĩa làm dày là 5 phân và cái chiều nhìn vào này là 4,5 phân quý vị, và toàn bộ đều được kết cấu với nhau bằng cái kỹ thuật mộng liền và mộng thủng. Phần tay ghế này cũng vậy. Đây quý vị có thể quan sát được những cái đầu mộng đâm liền và đâm xuyên bên ngoài rất là chắc chắn. Đối với cái kỹ thuật mộng này thì sẽ giúp cho những chi tiết lắp ghép này sẽ không bị vênh để đảm bảo được chất lượng. Và tiếp đến đây là cái phần ván mặt. Mời quý vị và anh chị cùng chiêm ngưỡng những đường vân gỗ tự nhiên đi ạ. Rất là đẹp mắt. Gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi là một trong những dòng gỗ đang được rất là ưa chuộng hiện nay, với cái những cái đường vân gỗ rất là đẹp. Và bao quanh cái phần ván mặt này đó chính là cái phần khung tranh. Đây là cái phần khung tranh quý vị ạ. Toàn bộ ván mặt này thì cơ sở Đức Nghĩa làm dày dặn là 2 phân và làm ván liền tấm. Và bao quanh ván mặt này chính là cái phần khung tranh. Phần khung tranh này quý vị ạ, dày dặn là 4 phân. Và phần chân yếm này, chân yếm rất là cong dẻo và tạo những cái đường quay túi tròn đều này quý vị. Yếm được bo cong và đục họa tiết triện hoa lan tây. Đối với bộ 11 món thì trên chiếc văng dài này sẽ có một chiếc kỹ trà quý vị ạ, rất là nhỏ xinh, để quý vị có thể trang trí những cái pho tượng nhỏ hoặc là để những ly trà trên này rất là tiện lợi.
và kê theo hình chữ U này thì hai bên của chiếc vang dài sẽ có hai chiếc đôn cao quý vị ạ, hai chiếc đôn cao với kích thước ở trên mặt sử dụng là vuông 50 và mặt đôn này Đức Nghĩa cũng có đục chạm một bức tranh sơn thủy hữu tình, có cây cối, đôi chim và những chú nai rất là thanh cảnh. Khi hoàn thiện sẽ có một tấm kính ở bên trên này để quý vị có thể trang trí những lọ hoa, những pho tượng hoặc rất là những nhiều đồ lưu niệm để trang hoàng thêm cho không gian phòng khách của gia đình. Và bên dưới này thì Đức Nghĩa cũng có thiết kế một chiếc ngăn kéo quý vị ạ, một chiếc ngăn kéo rất là rộng để quý vị có thể cất những cái vật dụng cần thiết của phòng khách. Và ngăn kéo là chúng tôi khoét moi để quý vị có thể tiện kéo ra kéo vào. Và phần chân yếm cũng được bo cong, đục chạm họa tiết hoa lan tây và triện rất là đơn giản, đẹp mắt. Bộ ghế có 10 món và được kê theo hình chữ U thì hai bên chiếc vang dài sẽ có hai hàng ghế và mỗi bên là sẽ có hai chiếc ghế đơn được xếp cạnh nhau như thế này quý vị ạ, xếp cạnh nhau. Mời quý vị và anh chị cùng chiêm ngưỡng dáng của chiếc ghế đơn đây ạ. Dáng ghế rất là khỏe khoắn, rất là vững chãi. Nó là điểm đặc trưng của mẫu ghế sơn thủy, những đường nét rất là vuông vắn. Và đi sâu về chi tiết của chiếc ghế đơn này thì bên trên này vẫn là cái phần trương. Phần trương là Đức Nghĩa làm liền khối và đục họa tiết xoáy cung thư đây quý vị. Bên dưới là cũng có một tấm ván ô quay đục hoa lan tây và trung tâm là cái phần vách tựa lưng được đục chạm một bức tranh sơn thủy hữu tình rất là thanh cảnh. Hai bên cũng là những cái phần khung xương đây quý vị và xen kẽ là những họa tiết triện để tạo thêm điểm nhấn. Và sau đây thì Đức Nghĩa xin phép được ngồi lên chiếc ghế đơn này để chú Lợi cũng như là quý vị anh chị có thể hình dung ra được cái cảm giác cũng như là trải nghiệm của Đức Nghĩa khi được ngồi lên chiếc ghế đơn này. Ghế rất là rộng rãi quý vị ạ, ghế rất là rộng. Và khi hoàn thiện thì chú Lợi cũng có đặt kèm đơn Đức Nghĩa là một bộ đệm gối da cao cấp. Thì khi hoàn thiện thì Đức Nghĩa sẽ quay giới thiệu về chi tiết về cái bộ đệm da. Và bên dưới đây là cái phần ván mặt này quý vị ạ, những đường vân gỗ rất là đẹp mắt, gỗ hương. Toàn bộ ván mặt này thì Đức Nghĩa cũng làm dày dặn là hai phân quý vị ạ, hai phân. Đây là chiếc ghế đơn thứ hai. Và bên cạnh đây là hai chiếc ghế đơn còn lại. Mời quý vị và anh chị cùng chiêm ngưỡng dáng ghế đấy. Đức Nghĩa sẽ xoay ra cameraman để cho quý vị có thể quan sát được rõ nét hơn. Đấy, dáng ghế đây quý vị ạ, rất là bệ vệ, rất là vững chãi. Tất cả những cái chi tiết lắp ghép đều được cơ sở Đức Nghĩa sử dụng cái kỹ thuật mộng gối cổ truyền là mộng liền và mộng thủng đâm xuyên lên bên ngoài. Dáng chân cong dẻo mềm mại, rất là đẹp mắt. Và ở trung tâm của bộ sản phẩm này là một chiếc bàn rất là rộng với kích thước chiều rộng là khoảng 1m3 và chiều dài là 1m7 quý vị ạ. Mặt ván thì Đức Nghĩa cũng làm là ván liền tấm và được đục chạm một bức tranh sơn thủy hữu tình. Và để tạo thêm điểm nhấn thì Đức Nghĩa có thiết kế những cái họa tiết hoa lan tây xung quanh rất là đẹp, sang trọng cho không gian phòng khách. Và thông thường thì chiếc bàn này Đức Nghĩa vẫn làm 4 chiếc ngăn kéo ở 4 góc quý vị ạ, 4 chiếc ngăn kéo ở 4 góc. Đây, quý vị có thể quan sát được tuy một chiếc ngăn kéo thôi nhưng mà bên trong, bên ngoài thì quý vị ạ, cực kỳ là sạch sẽ. Và những cái chi tiết lắp ghép của chiếc ngăn kéo này thì Đức Nghĩa cũng là theo cái kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền, mộng thắt mang cá và có dây treo bằng gỗ và ván là được chui hẹp. Mặt sau này cũng vậy, quý vị có thể quan sát được. Đối với những sản phẩm cao cấp thì những cái chi tiết lắp ghép dù là nhỏ nhất đây ạ, cực kỳ là bén và khít với nhau. Và mặt ngăn kéo thì Đức Nghĩa có làm khoét moi để quý vị có thể tiện kéo ra kéo vào. Và
phần khung tranh dày dặn cũng được kết cấu với nhau theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Và cuối cùng đây là hai chiếc đôn ngồi quý vị ạ, hai chiếc đôn ngồi có kích thước trên mặt sử dụng là vuông 40. Quý vị có thể di chuyển tùy ý trong không gian phòng khách của gia đình. Khi cần thiết thì có thể bỏ ra để tiếp đón những vị khách quý khi nhà có những công việc cần đến nhiều chỗ ngồi, rất là tiện lợi. Bộ ghế sân thủy hữu tình chất liệu gỗ hương đá đỏ nhập khẩu từ Nam Phi, gồm có 11 món, được cơ sở sản xuất theo đơn hàng của chú Lợi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và đi sâu về kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền thì Đức Nghĩa sẽ giới thiệu chi tiết để quý vị có thể quan sát được một phần nào đó được cái kết cấu của sản phẩm này. Trên màn hình quý vị đang theo dõi đây là một chiếc chân và phần yếm, và bên trên này đó chính cái là phần khung tranh. Đây quý vị có thể quan sát được từ cái phần hồi đây ạ, đây là chiếc chân và phần yếm hồi đây. Chân và Đức Nghĩa là đều có mộng liệt từ chân đâm lên. Đây quý vị, mộng liệt đâm lên. Và kết cấu với phần yếm này là những cái phần hét này, hét trực tiếp vào chân. Khi lắp yếm xuống thì cái phần yếm này sẽ hét trực tiếp vào phần yếm đây, giúp cho cái phần yếm và chân được kết cấu với nhau chắc chắn hơn. Và tiếp đến đó là cái phần cổ chỉ, cổ chỉ đây ạ. Đây chính là cái phần cổ chỉ, khi lắp vào thì sẽ được kết cấu với lại phần mộng liền của chân và một lực hèm ở yếm đây ạ. Đấy, cực kỳ là chắc chắn quý vị ạ. Khi đã kết cấu xong đến cái phần chân yếm cũng như là cổ chỉ thì tiếp đến đó là cái phần khung tranh bao quanh trên này. Quý vị có thể quan sát được những cái đầu mộng liền đâm thủng ra bên ngoài đấy ạ, hai chi tiết mộng liền. Đây chính là cái phần khung tranh mà Đức Nghĩa đã gắn vào với nhau, thì quý vị có thể quan sát được đó là hai cái chi tiết mộng liền đâm xuyên bên ngoài. Đây Đức Nghĩa sẽ gõ ra. Đây quý vị, khi tháo lắp ra thì bên trong này chính là cái phần mộng liền với lại phần khung tranh này, và khi lắp vào sẽ đâm xuyên qua cái phần mộng này cực kỳ là chắc chắn. Và cái phần khung tranh này cũng được kết cấu với lại cái phần cổ này và phần mộng chân này ạ. Và khi lắp vào thì cái phần này thì có thể quan sát được rõ nét nhất từ cái góc nhìn này đây, mộng từ chân yếm lên cổ chỉ và lên khung tranh, và khung tranh là mộng liền và mộng thủng đâm xuyên bên ngoài, cũng như là có mộng liền từ chân đâm lên, kết cấu cực kỳ là vững chắc. Và đối với những chi tiết của cái phần xương này cũng vậy, tất cả đều là mộng liền và đâm thủng ra bên ngoài quý vị ạ, đâm thủng ra bên ngoài. Vì thời lượng có hạn nên Đức Nghĩa cũng xin phép tạm dừng và kết thúc video tại đây. Nếu quý vị và anh chị yêu thích mẫu ghế sơn thủy này thì có thể liên hệ trực tiếp với Đức Nghĩa theo thông tin mà chúng tôi để ở phần hồ sơ, hoặc về trực tiếp cơ sở nằm tại làng nghề mộc Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, để Đức Nghĩa có thể tư vấn về kích thước, kiểu dáng cũng như là chất liệu để phù hợp với không gian và diện tích của gia đình nhà quý vị. Đức Nghĩa xin tạm dừng và kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.